Buổi sáng các bạn, đây là buổi sáng của Tâm đây các bạn ơi. Một buổi sáng bình thường hàng ngày chỉ có nhiêu đây thôi. Bánh mì kẹp thịt cà phê sữa đá, đây là cái món nổi tiếng ở Việt Nam mình đúng không mọi người? Bánh mì kẹp thịt và cà phê sữa đá. Hello hello, xin chào mọi người. Ăn sáng chưa? Buổi sáng hôm nay thì cà phê sữa đá các bạn, cà phê sữa đá và bánh mì kẹp thịt. Món này là hơi bị nổi tiếng ở Việt Nam mình luôn á. Bữa nay mình sẽ đi vào xã Sông Trầu các bạn, gặp ông anh mình làm bất động sản trong đó. Đó, ông kêu có một cái lô đất tơ ngợp rất là đẹp ở trong đó. Thì bữa nay mình sẽ vào trong đó để ông xem sao, xem lô đất nó đẹp thế nào. Cắm nhìn vào màn hình á, thì mắt nó qua đây tại vì cái camera nó nằm bên trái các bạn. Hồi sáng này á, Tâm đọc tin tức, Tâm nghe rằng là chính phủ đã giải cứu một số dự án của Novaland, có nghĩa là có cái chính sách giải cứu một số dự án bất động sản của Novaland tại Đồng Nai các bạn. Đây là tích cực cho thị trường. Hy vọng là thị trường nó sẽ hồi sinh các bạn, đứng lâu quá. Không có giao dịch lai rai các bạn. Bữa giờ ở Sông Chầu thì nhắm ấp đi Đồng Nai cũng có giao dịch lai rai, ông anh mình cũng vừa bán được một lô đất xào. Nói chung là nó cũng có giao dịch nhưng mà giao dịch nó ít lại các bạn, chứ không phải là nó không có giao dịch. Cái này thì ngon các bạn, cái này cứng. Có hủ tiêu, trứng, hủ tiêu, dưa, cà rốt, rau ngò và ớt các bạn. Bánh mì rồi có nhiêu đó. Pate nữa mọi người. Bánh mì đó. Ly cà phê 12.000. Bánh mì 15.000. 12 cộng 15 là 27.000. Buổi sáng quá chất lượng đó mọi người. Vừa cà phê vừa bánh mì luôn. Có 27.000. Cái này ngon ngon mình rồi, siêu ngon. Bây giờ ở bên Mỹ á, chính phủ Mỹ đang đưa ra những cái chính sách kiện những cái sàn giao dịch crypto các bạn, kiểu như họ đang đồng đô la nó đang bị xuống giá và chính phủ họ đang tìm cách để moi tiền từ thị trường crypto. Và nghe đâu là sàn US ở bên Mỹ á, đã ngừng giao dịch rồi nha các bạn. Ngừng giao dịch, sáng nay Tâm đọc báo thì ngừng giao dịch rồi. Kiểu như cái đồng đô la nó xuống giá thì mấy ông nội ông cứ đè cái thị trường nào có tiền ra, ông đập để ông lấy tiền về thôi. Xíu nữa Tâm sẽ vào Sông Chầu, Tâm quay một lô đất xào ở trong Sông Chầu. Hôm trước mới bán được một xào đất ở cạnh cái lô đất đó luôn các bạn. Tầm 3 tỷ mấy á, 3 tỷ hay sao á. Hoa hồng tầm 100 triệu. Thì miếng đất đó cho Tâm nghĩ cũng phải tầm 3 tỷ mấy. Bây giờ Tâm vô Tâm xem cái lô gần cái lô đó thử coi nó có ok không, mà sao bán với giá 3 tỷ, 3 tỷ là cao á các bạn. Ít nhất là phải mặt tiền đường. Ngô giòn giòn. Trứng béo. Cà phê ngọt. Buổi sáng tuyệt vời đúng không mọi người? Đó là buổi sáng như vậy là ok rồi. Ok, Tâm đơn chào và gặp lại các bạn.